Xin chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ, thoải mái. Mình rất vui khi các bạn đã đến với kênh văn hóa du lịch của mình. Clip này, mình mời các bạn về nông thôn cùng thưởng thức không gian xanh trong ngôi biệt thự mái Thái có sân vườn tuyệt đẹp với nhiều cây cảnh, cây ăn quả, non bộ, phong lan. Biệt thự có đồ nội thất rất sang trọng. Mình mời các bạn vào bên trong biệt thự được thiết kế tinh tế và độc đáo. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu từ sân vườn của biệt thự. Xu hướng thiết kế biệt thự với những không gian xanh, tươi mát đang được nhiều gia đình lựa chọn. Gia chủ không lựa chọn các loại cây cầu kỳ mà trồng những cây dân dã với người Việt Nam. Cây ăn quả có bưởi, vú sữa, mít, ổi. Cây cảnh có các loại cây xanh, lộc vừng, bồ đề, tùng la hán. Cây hoa có các loại phong lan và một vài cây ưa bóng mát khác. Nổi bật trong sân vườn là hòn non bộ Tam Sơn rất đẹp mắt. Phía sau hòn non bộ, mình thấy có các bức tranh đá và màu xanh của rất là nhiều loại cây. Điều đó giúp cho hòn non bộ được nổi bật hơn. Ở trên hòn non bộ
gia chủ có ghép các loại cây bonsai nhỏ và các loại phong lan, khiến cho rất là hấp dẫn thị giác của người thưởng thức. Tiểu cảnh non bộ ngày càng được nhiều người chơi trong khuôn viên gia đình nhà mình. Chơi hòn non bộ được xem là thú chơi tao nhã, đầy tính nghệ thuật, rất là thích hợp với những người yêu thương cây cỏ thiên nhiên. Sắp đặt, phục dựng những cảnh quan có thật bên ngoài thiên nhiên thành những tiểu cảnh sống động là một không gian sống rất là tuyệt vời. Tiểu cảnh hòn non bộ ban đầu được biết đến ở các nước Á Đông như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Sau đó, các nước phương Tây tỏ ra rất quan tâm, thích thú. Do ảnh hưởng của văn hóa và tư tưởng mỗi nước khác nhau mà cách chơi hòn non bộ, tiểu cảnh cũng có nhiều điểm khác biệt. Hòn non bộ của người Việt tập trung vào mối quan hệ giữa nước và núi. Trong khi đó, người Nhật Bản, người Trung Quốc lại chú ý đến cây xanh, dáng núi nhiều hơn. Các bạn vừa thưởng thức một tiểu cảnh rất sinh động, có nhiều loại cây xanh, cây hoa, cây ăn quả xung quanh, còn có các động vật như là cá cảnh, gà tre, chim cảnh. Mình thực sự rất là ấn tượng với các cái giò phong lan, đai châu và quế của gia chủ. Mình phát hiện ra một cây bồ đề có dáng song siêu khá hấp dẫn, với bệ đế đẹp tự nhiên. Những cây cối mọc trong tự nhiên dưới chân núi thường không nhận được đầy đủ ánh sáng mặt trời mà chỉ nhận được luồng ánh sáng theo một phía, nên thường mọc theo một hướng nhất định do bị che khuất, bị ốm. Vì thế các cây này thường mọc xiên, mọc vẹo theo hướng đón nhiều ánh sáng nhất. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cây bị siêu đi dưới tác động của ngoại lực như sạt lở đất, nó thổi mạnh một hướng, hoặc là thiên tai quật đổ làm nghiêng. Mời các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm bonsai đẳng cấp nhất trong biệt thự nhà vườn. Đó là bộ ba cây xanh quê lâu năm, có phần vỏ sần sùi và phần rễ rất bắt mắt. Bộ ba cây xanh gồm hai cây lão ở hai bên và một cây mâm xôi ở giữa. Gia chủ cho biết đã mất rất là nhiều tiền để đầu tư vào bộ ba cây xanh này. Vì trước kia cây xanh Nam Điền chưa được nhiều người ưa chuộng như hiện nay. Các tác phẩm xanh quê lúc đó rất có giá trị.
Bản thân mình thì mình thích nhất cây xanh mâm xôi, bởi vì theo cảm nhận của mình, bộ rễ của cây rất đẹp, ôm chặt hòn đá. Đối với dòng cây xanh của người Việt, có câu thạch thụ tương sinh, tức là cây đi với đá để tạo sự trường tồn, bền vững và làm cho cây thêm phần rắn rỏi. Xin mời các bạn vào phòng khách của ngôi biệt thự để thưởng thức không gian nội thất gỗ đẹp, sang trọng, lịch lãm, ấm áp của gia chủ đã dày công vun đắp. Mình ấn tượng với một bộ kệ tủ tivi bằng gỗ gù hương, đó là theo tên gọi của miền Bắc, với miền Nam thường gọi là xá xị. Qua clip này, mình cũng chia sẻ cho các bạn đặc điểm của gỗ gù hương. Gỗ gù hương có tinh dầu mang mùi thơm đặc biệt. Chỉ cần ở trong nhà là gỗ tự tỏa hương thơm, khiến cho các loại côn trùng như muỗi, gián, kiến bỏ đi hết. Nên gỗ gù hương rất là nhiều người ưa chuộng cái loại gỗ này, bởi cái công năng sử dụng của nó rất là hữu ích. Thank you.
chủ nhà khá kỳ công khi trần nhà được trang trí bằng nhiều gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên đã từ lâu được sử dụng để làm nhà hoặc nội thất, nhất là đối với người dân miền Bắc rất ưa chuộng. Hiện nay, trần nhà bằng gỗ pơ mu và trần gỗ gõ đỏ là hai loại gỗ được nhiều người sử dụng để làm trần nhà. Theo như mình được biết thì gỗ pơ mu có những ưu điểm nổi bật là màu sắc sáng, vân gỗ đẹp, chất gỗ nhẹ nhàng, có mùi thơm đặc trưng và không cong vênh, không mối mọt trong điều kiện tự nhiên khi làm trần nhà. Gỗ pơ mu có mùi hương dịu, có tác dụng xua đuổi côn trùng như ruồi, muỗi. Biệt thự có một phòng khách đẹp, lộng lẫy, ấm áp để đón khách quý đến chơi và cũng là không gian sum họp của mọi người trong gia đình. Chủ nhà đã sử dụng những màu sơn vàng nhạt trang trí trong phòng khách, kết hợp với nhiều đồ nội thất gỗ màu nâu đậm, nâu sáng cùng ánh đèn rực rỡ đã tạo ra một không gian đẹp sang trọng theo phong cách tân cổ. Các bạn và mình đã cùng tìm hiểu, trải nghiệm một biệt thự có sân vườn và nội thất đẹp ở nông thôn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ chia sẻ clip cho mọi người cùng xem và ấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Chúc các bạn sức khỏe, nhiều điều may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại.